lấy lại phong độ thăng hoa để được ở lại, hoặc vẫn tiếp tục chơi thảm hại và cuốn gói khỏi Old Trafford. Đây chính xác là tối hậu thư mà chủ tịch Sir Jim Ratcliffe vừa gửi đến Marcus Rashford. Nguồn tin từ Give Me Sport tiết lộ, mùa giải năm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để Rashford chứng tỏ mình là một phần trong kế hoạch phục hưng Manchester United của Sir Jim và Ineos. Chứng kiến những gì mà tiến sĩ đã thể hiện trong các trận đấu đã qua, với tất cả sự thất vọng và phẫn nộ, người hâm mộ Quỷ Đỏ thực sự không biết anh sẽ làm cách nào để trở lại được đua. Phong độ sa sút không phanh có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bất chấp sự kèm cặp của thầy Ruud van Nistelrooy tại nhà hát của những giấc mơ. Nếu vẫn cứ thi đấu tệ hại như vừa qua, đúng thật chỉ có trời mới cứu nổi Marcus Rashford. Vậy cái kết nào khả năng cao sẽ xảy đến Rashford ở Manchester United? Ngay sau đây, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đã kỳ vọng rất nhiều, đã hứa hẹn rất nhiều, có cả một mùa hè tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới vì không được dự Euro 2024. Thế nhưng mọi chuyện có vẻ vẫn đâu vào đấy với Marcus Rashford. Người ta đã rất hóng đợi màn trở lại mạnh mẽ của Rashford sau nỗi thất vọng cùng cực ở mùa trước. Và rồi kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Tất cả bỗng chốc hóa thành sự hụt hẫng chỉ sau hai trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Trong chiến thắng cảm xúc ngày ra quân, mọi ánh nhìn đều dành cho Joshua Zirkzee với bàn thắng quý giá. Ở tuyến giữa thì Casemiro cũng nhận được vô vàn lời khen vì màn trình diễn ấn tượng. Một người cũng sa sút nghiêm trọng ở mùa trước. Chẳng một ai nhắc đến Rashford với lời tích cực, mà thay vào đó là những cái lắc đầu ngao ngán. Trong vai MacBook Rashford, ngôi sao người Anh liên tục biến sân cỏ thành sâu diễn hải. Tiến sĩ trở thành nhân vật chính trong pha bóng tấu hài với Alexandro Garnacho. Chứng kiến Garnacho bỏ lỡ một cách khó hiểu, Rashford ôm người đàn em rồi xoa đầu trấn an. Bởi bỏ lỡ những cơ hội kiểu này, người Anh Rashford cũng đâu có ít. Chưa ai quên những gì chân sút 26 tuổi đã thể hiện ở trận tranh siêu cúp Anh với Man City. Những pha bóng ối giời ơi, những tình huống xử lý 1-9-1-10 với danh hài nức tiếng đến từ London, Nicholas Jackson. Sau cú đặt lòng đưa bóng đi lệch khung thành cả 5m của Rashford, và Nistelrooy bên ngoài được pitch cũng đã không khỏi bàng hoàng. Sát thủ năm nào đứng hình, thấy hậu bối đang mang chéo số 10 của mình và có thể bỏ lỡ thời cơ ghi bàn ở một tình huống như vậy. Thay đổi tư duy của một cầu thủ đã 26 tuổi là điều vô cùng khó. Không biết Van Gaal sẽ làm cách nào để giải bài toán nhức nhối này đây. Cơ hội cuối cùng của Rashford sẽ biến mất nếu anh không cải thiện được tình hình ở mùa giải năm nay. Đó chính là lời cảnh báo từ Sir Jim Ratcliffe và bộ sậu mới. Vị tỷ phú người Anh cùng Ineos đang dần thúc đẩy kế hoạch phế truất Rashford và chọn sao mai đăng lên Kobbie Mainoo làm gương mặt đại diện mới cho MU. Cũng theo thông tin từ Give Me Sport, Quỷ Đỏ sẽ không bán Rashford ngay mùa hè này mà sẵn sàng trao cho anh thêm cơ hội. Nếu mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, tiền đạo người Anh sẽ lên thớt vào mùa hè năm sau, sau khi tiếp quản Manchester United. Sir Jim đã và đang cho thấy độ mạnh tay để thanh lọc đội hình Quỷ Đỏ. Bất cứ ai nếu không có đủ khả năng đóng góp cả về chuyên môn và tinh thần cống hiến đều sẽ phải rời khỏi Old Trafford. Một trường hợp hết cứu như là Anthony Martial đã được Ineos dứt khoát không tiếp tục gia hạn, và cái kết tương tự hoàn toàn có thể xảy đến với Rashford. Cho đến lúc này, một trong số ít người vẫn còn đặt niềm tin vào Rashford là huấn luyện viên Erik ten Hag. Sau màn thể hiện gây phẫn nộ ở trận tranh siêu cúp Anh, thầy mười khó vẫn tiếp tục bảo vệ và trao cơ hội cho chân sút 26 tuổi ở màn ra quân ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đáp trả niềm tin từ Erik ten Hag, Rashford đã chơi như tát vào mặt thầy. Ở cả hai trận đấu đã qua, tiền đạo 26 tuổi đều được trả về cánh trái quen thuộc, có không gian hoạt động rộng và đất diễn cho các pha phản công chớp nhoáng sở trường. Tuy nhiên, tình trạng đáng báo động đã xảy ra mùa trước vẫn tiếp tục diễn ra. Ba thắng ngoảnh mặt Rashford trong cả hai trận, dù anh có vô vàn cơ hội ngon ăn để điền tên mình lên bảng tỷ số. Sự vô duyên này có nhiều lý do, và một trong số đó, tất cả đang thấy sự tự tin đã mai một đi nhiều ở Marcus Rashford. Màn tỏa sáng rực rỡ của tân binh Zirkzee ngày ra mắt càng là báo động đỏ dành cho tiến sĩ. Ở vị trí cao nhất trên hàng công, Joshua Zirkzee đang đem lại một cách chơi rất thú vị. Tân binh Hà Lan không mắc võng trong vòng cấm mà có xu hướng hoạt động rất rộng để hút người và liên kết lối chơi. Có một thân hình tưởng chừng công kênh, nhưng anh chàng này lại xử lý bóng đầy khéo léo và kỹ thuật. Bước chạm một của Zirkzee trong một vài tình huống khiến người ta liên tưởng đến hình bóng của Dimitar Berbatov ngày nào. Thông thường, những tiền đạo cánh khi chơi với trung phong cắm kiểu như thế này sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Bởi khi trung phong giật về hút người, khoảng trống sẽ được mở ra. Đó là tín hiệu tích cực để người ta kỳ vọng Rashford sẽ lấy lại phong độ trong thời gian sắp tới. Còn nếu không thì sao?
cái kết nào sẽ xảy ra với tiến sĩ? Đầu tiên chính là sự trở lại của Rasmus Højlund, cộng thêm với tiềm năng hòa nhập tốt của Jürgen. Không ai khác ngoài Rashford sẽ là người phải ngồi dự bị. Nếu Rasmus Højlund tái xuất sau chấn thương, không loại trừ khả năng Bruno Fernandes sẽ được điều chuyển ra cánh trái như nhiều trận đấu ở mùa trước. Khi đó Jürgen sẽ đảm nhận vai trò hoạt động ngay phía sau trung phong cắm Rasmus Højlund, chơi rộng và tham gia nhiều hơn vào việc liên kết lối chơi. Đây vốn là bài tủ của Ten Hag, một người rất hay sử dụng những tiền đạo cao kèo ở vị trí số 10, đơn cử như là Ud Welhorst ở mùa giải ra mắt Old Trafford. Còn câu chuyện cạnh tranh ở cánh trái thì sao? Cơ hội nào cho Rashford ở đây nếu vẫn không cải thiện được phong độ? Ở mùa trước, vì Rashford chơi quá tệ và thất vọng, Ten Hag có một thời gian dài đã đặt chân sút người Anh sau Garnacho trong thứ tự ưu tiên. Sự sắp xếp đó sẽ lại tiếp tục nếu Rashford vẫn chơi tối tăm như năm ngoái. Dẫu còn nhiều băn khoăn, xử lý ối rồi ôi cũng không ít, nhưng Alexandro Garnacho chỉ ít cũng đã có bàn thắng cho MU. Sau mai người Argentina cũng chính là người trực tiếp kiến tạo để Jürgen ghi bàn chốt hạ trong trận gặp Fulham. Người hâm mộ Quỷ Đỏ đã ngày càng cạn kiên nhẫn với Marcus Rashford. 8 năm trôi qua kể từ ngày sao mai Lord Carrington ra mắt đội 1, và vẫn vậy, vẫn là một hình ảnh quẩn quanh. Có quá thời gian Rashford mang tới cho người ta cảm giác anh không thể ngừng ghi bàn. Rõ nhất là sau khi trở về từ World Cup 2022. Trên đất Qatar, tiền đạo 25 tuổi có 3 pha lập công cho đội tuyển Anh, và Rashford tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng đó trong áo Quỷ Đỏ. Trong 19 trận, anh có 17 bàn, một phong độ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ hủy diệt. Tuy nhiên, đến khi bước vào nửa cuối mùa giải năm ấy, tiền đạo người Anh lại rơi vào cảnh hạn hán với quãng thời gian tịt ngòi nhiều trận liền. Ngay ở trong mùa giải được cho là hay nhất sự nghiệp, Rashford cũng gặp vấn đề. Điều đó chỉ ra rằng Rashford chưa bao giờ là mẫu chân sút ổn định mà MU có thể đặt trọn vẹn trọng trách ghi bàn. Giai đoạn bùng nổ hậu World Cup hóa ra cũng chỉ là một lần thăng hoa nhất thời trong số nhiều lần trước đây của tiến sĩ, và thường những giai đoạn đó kéo dài không quá lâu để nhường chỗ cho kịch bản quen thuộc. Lối đá tối tăm và thiếu khôn ngoan, tù túng làm nên thương hiệu MacBook Rashford. Không những thế thì tiến sĩ còn khiến người ta không khỏi ức chế với cách chơi cá nhân và khá ích kỷ. Cầm bóng, nhấn nhứ vài đường, khi rơi vào thế bí thì mắm môi mắm lợi dứt điểm, nếu không lại tiếp tục đi bóng và đâm đầu vào tường. Chưa hết, khi để mất bóng thì thái độ dửng dưng của Rashford quả thực khiến người hâm mộ sôi máu. Tất cả những trò hề đó khiến tiền đạo 26 tuổi khóa vô hại trước khung thành của đối phương. Từ các cổ động viên cho đến giới chuyên gia, tất cả đều có chung nhận định rằng Rashford cần phải nhanh chóng thay đổi cách chơi lẫn thái độ nếu không muốn mãi quẩn quanh như vậy. Ten Hag phải giúp anh, và Van Nistelrooy phải chỉ bảo anh để có hy vọng ngày nào đó do một phiên bản lột xác của Rashford sẽ xuất hiện. Còn nếu anh không cải thiện được nữa, thì có lẽ trời cũng không cứu nổi Marcus Rashford.